Chào cả nhà. Hôm nay em chia sẻ đến cả nhà mình một cái cây. Một cái cây này rất là quý, nhưng mà thật sự bà con mình ai cũng biết. Đó, em cũng học hỏi được nhiều người biết. Đó là cái gì? Cây này nè cả nhà. Rồi. Em mới vừa đào một mớ. Đây là cây sâm đất. Sâm đất nha. Em đào mớ về em sẽ sơ chế rồi em ngâm rượu. Wow. Rượu này uống chắc không biết ông uống bà có khen không ta. Em vô tình cái vườn em có rất là nhiều. Wow, nhiều lắm mọi người ơi. Bảo la luôn. Đó, trong cái vườn suri. Rồi. Thì em hồi sáng giờ hì hục đào được mớ rồi, nhiều lắm. Đây. Em cho cả nhà mình xem nè nha. Wow. Đó, đây là những củ sâm đất nè. Về rửa sạch phơi. Rồi mình vô mình xào lại trên chảo. Rồi sẽ ngâm rượu. Nhiều lắm. Đó. Sẽ về em đào nè. Quá đã ha. Về sâm đất nha cả nhà. Cái lá này á thì thật sự là dê bò nó thích, rất là thích ăn. À, đặc biệt nữa, cái cây này còn gọi là cây trái nổ. Đây nè mọi người, cái trái này già nè, nó đen đen á, tại vì bây giờ đã cắt hết ráo rồi. À, em kiếm một trái đen đen nè, đây nè, đen đen nè, đây, đó, cái trái này nó bỏ xuống nước là nổ búp búp búp. Chút xíu em sẽ cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ em đào mớ nó rồi về em ngâm bình rượu là được rồi. Ok. Đây, trong vườn Siri còn rất là nhiều. Wow, giàu rồi cả nhà ơi, giàu rồi. Nhiều quá trời luôn. Sâm đất. Wow, em rồi ra. Vô đây đủ rồi. Em đào nãy giờ hì hục quá trời. Bây giờ cũng có ký hơn à. Về mình ngâm rượu. Ngon nha. Wow, còn đây là cherry. Bông quá trời, trái quá trời đậu luôn nè. Mọi người thấy đã không? Cherry. Cái này khoảng một tuần nữa thôi là bao la bát ngát luôn. Wow. Mệt quá. Đào mới xăm đất. Quá mệt luôn nè. Đó, trong vườn cherry của nhà em còn rất là nhiều. Bữa nay mình về mình làm một bình rượu nha. Ô chưa được chứ, ngày mai chứ. Bữa nay mình về mình rửa, mình phơi mình xào lại rồi mình ngâm rượu. Rồi hôm nào có dịp mời cả nhà mình uống rượu với em nha, uống rượu sâm nha. Yeah. Wow. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Em thấy có một mớ bông nè mọi người. Em sẽ hái. Em cho mình xem nha. Cho anh chị cô chú nào ở trên Sài Gòn, nếu mình không biết là trái này có khi mọi người ở dưới quê rất là biết nè. Coi nổ nè nha. Chuẩn bị. Sao không nổ đi. Nổ chưa.
sao nổ ta. Nó ngặt cái cây nè, đè xuống cái nổ á mọi người. Khi mà nó nổ á là cái hột á nó văng ra, thì sau này nó sẽ lên những cái cây con vậy đó. Nó giống như đồ pháo vậy. Hello, chào cả nhà. Cả nhà mình biết cây này là cây gì không? Đây, đây là cây gì? Đó, cả nhà biết cây gì không? Thấy cái cụ đẹp không? Cây là cây sầm đất á. Mọi người mình á, thường hay còn gọi là nhà quê á, gọi là cây trái nổ. Thì nó có trái là như trái vậy nè. Cái này còn xanh nè. Nó chín, nó đen á, nó nổ bập bập bập. Cây này rất là dễ mọc, cái hột nó văng ra là nó mọc lên cây khác. Hôm nay em đào được một mớ nè, để em ngâm rượu. Mình có cây này có thể là mình ngâm rượu hoặc là mình nấu đường phèn để mình uống. Tác dụng của nó gọi là cây sâm mà, sâm đất mà, mát gan giải độc, rất là khỏe. Em thật sự đó giờ cũng chưa uống, nhưng mà từng được nhiều người giới thiệu. Hôm nay em sẽ quyết định làm một bình rượu sâm đất. Bây giờ em cắt bỏ hết mấy cái lá, mấy cái củ, rửa sạch ha. Ok. Đây, mình cắt hết về đây. Về mình cắt lại. Ok nè, cái đẹp không? Quá đẹp luôn hả mọi người. Wow, quá đẹp. Rồi bỏ bình lông nha. Ok. Đó, được một bịch luôn, bao luôn. Người cũng nặng à, ký mấy hai ký á. Mình dự trù là khoảng 1 ký thôi. Vậy mình ngâm rượu nha. Còn mấy cái lá này nè, mình sẽ cho dê ăn. Dê nó phải ăn lắm. Ok, đây cái lá nè mọi người, đem cho dê ăn rồi nha. Nó phải ăn lắm. Cái lá mấy trái nổ này nè. Phải xăm mà. Phải ăn bổ. Rồi qua mấy con dê con này luôn. Đây, ăn đi. Thấy chưa? Lá sâm nó phải ăn lắm. Đó. Ok ha. Cái này thấy quay điện thoại nó muốn tự sướng sao, nó nhìn còn cái này nè. Ăn. Về đẹp không? Ồ, ngày ham ăn.